Forum.vn sẽ vào uy tín hàng đầu Việt Nam với các beta game nhận được 10.000 Robux có cả danh mục random rare siêu xịn, ngại gì mà không vào Forum.vn. Hi, xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item, thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cái tựa game này nó vừa mới update một cái vật phẩm limited mới nữa nha các bạn. Thì cách chơi nó khá là dễ các bạn. Các bạn dịch chuyển đến chỗ phần UGC rồi các bạn nói chuyện với NPC. Sau khi các bạn nói chuyện với NPC thì nó sẽ bắt đầu tính điểm cho các bạn. Lúc đó thì các bạn đi thu thập những cái điểm ở trên sảnh được rồi các bạn. Các bạn chỉ cần thu thập ở quanh cái sảnh đó, các bạn đi tầm 2 vòng là các bạn sẽ đủ được 100 điểm nha các bạn. Thì khi các bạn đủ 100 điểm đó thì các bạn lại đến cái chỗ NPC lúc nãy ấy. Thì các bạn đi ra phía sau lưng ấy, thì nó sẽ có một cái vòng quay. Và các bạn quay cái vòng quay đó là được nha các bạn. Thì nói chung khá là may mắn các bạn, mình một phát ăn luôn các bạn. Thì bạn nào một phát ăn luôn thì nhớ để lại dưới phần bình luận nha các bạn. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.